Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận giao hữu online của số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng. Ba trận này thì số 2 gặp Hà Kỳ Huy. Mời bạn xem trận đầu tiên, Hà Kỳ Huy thì cầm đen thủ hậu, Trịnh Duy Đồng cầm đỏ đầu tiên. Trận này diễn ra tối ngày hôm qua 12 tháng 11 2022. Mời bạn thưởng thức. Pháo 8 tấn 7 chiếu tướng, chiếu cho quay, chiếu xong Hà Kỳ Huy buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ hai, Hà Kỳ Huy cầm đỏ đi tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Xe 4 bình 7 bắt mã võ xá. Cho đến đây thì Hà Kỳ Huy buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận cuối cùng. Hà Kỳ Huy cầm đỏ đi tiên, Trịnh Di Đồng cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。Chết mã, nước tiếp theo phải chết thêm một quân pháo. Trên đây thì Hà Kỳ Huy buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.